em so chiều dài của anh kim này, nhìn thấy chưa? Kim này tiêm ngập kim nó mới đến cơ được, nhìn thấy chưa? Thế này kim này là kim dài nhất rồi, mình có thể dùng rồi, nhìn thấy chưa? Cái kim của em nó chỉ được 2/3 thôi, nhưng mà cái da con này rất là dày. Hôm nào em thịt con trâu, em mang ra em kích kim ra em đo, nó chỉ mớm qua da một tí thôi. Như vậy em tiêm bắp á, em tiêm vào dưới. Anh lấy ví dụ như em tiêm adidin, nếu mà em tiêm vào dưới da tốc độ hấp thu của nó rất chậm, nhưng em tiêm vào bắp nó sẽ nhanh hơn, tiêm vào tĩnh mạch nó còn nhanh hơn, đúng không? Nếu mà để tiêm á, em tiêm rồi này, với kim dài á thì em phải tiêm, người ta gọi là tiêm hai thì nhá. Đây vùng tiêm này, tiêm như thế thì nó sẽ không, thuốc nó sẽ rất chậm, thấy chưa? Cái bắp cổ ấy, em sờ vùng căng tròn đây này, nhìn thấy chưa? Chính là vùng này này, cái vùng cơ này, nên đến khi em thịt con trâu ra, em để ý xem là lúc người ta kéo ra cái vùng nào nó nhiều bắp nhất thì em tiêm vào đấy nhá. Chỗ này này, cách tiêm này, em cầm cái kim này. Đấy, ngập, nhìn thấy chưa? Tiêm hai thì đấy. Bơm vào. Đấy, như thế nó mới đủ được nhá. Đây là tiêm bắp cổ này. Còn nếu em tiêm bắp mông. Đây là cái này, nó coi là mỏ ngoài xương cánh hông này. Hông cuối cùng đầu đây, điểm thứ hai này, đây điểm thứ ba này nhá. Bây giờ đoạn này, với đoạn này em chia ra làm đôi. Đoạn này với đoạn này em chia ra làm đôi nhá, em kéo này. Đấy. Kéo này. Đây chính là vùng em có thể tiêm nhé, tuyệt đối không bao giờ được tiêm xuống dưới vùng này, ở chỗ này nó có dây cái từng tọa nó chạy ở đây, em tiêm mà nó sẽ bị què, hiểu chưa? Nên chỗ này chỗ tốt nhất là em đứng kiểu như này, cố định nó lại, phóng kim này chưa, ngập xuống đấy, sau đó bơm thuốc vào. Ok, như thế thì mới là tiêm bắp, hiểu chưa? Anh lấy ví dụ như là anh Hoàng anh tư vấn cho em đúng thuốc rồi, nhưng mà em dùng không đúng cách ấy. Em tiêm nó không đúng cách nó sẽ rất chậm, em hiểu không? Em tiêm nhiều khi là hay bị áp xe à? Thôi thì em tiêm nó có đúng ấy đâu mà chả áp xe à? Em tháo vào như này thôi. Tiêm vaccine còn hai. Áp xe nó nhiều vấn đề nhá. Thứ nhất là cái kim ngắn này, dùng trùng. Kim xong bắt đầu nhiễm trùng này, giả sử nhá, bây giờ xin anh. Xin anh cho anh toàn dùng một lần hết không mà anh dùng lại đâu. Nếu anh dùng xong anh bỏ luôn. Nên mấy quả này nếu mà muốn chữa được nó bị nặng như này là em phải kết hợp em truyền được cho nó thì nó mới có cơ hội. Chứ đầu tiêm không là không ăn thua đâu. Em hiểu không? Có anh lấy ví dụ chẳng hạn như con này nhé, bây giờ nó đang như này, em truyền cho một phát 3 lít, em truyền khoảng 2 lít đường 10%, chứ đường 30% anh nghĩ ở đây chắc em không mua được. Đường 10 em truyền nó khoảng 2 lít, nhưng mà chai cái Vita Black, ấy, vitamin tổng hợp ở nhà mình hay gọi nước hoa quả ấy, ra mua của người ấy. Đấy em truyền nó, em phải truyền tích cực vào.